Đây cả nhà, chị này chị bán một mâm bánh cuốn ngọt luôn đây. Đây này là trong này là nhân dừa với đậu xanh đúng không chị? Dạ. Đây là món bánh cuốn ngọt của miền Tây cả nhà. Cái này là mình ăn kèm với muối mè đúng không? Dạ. Dạ. À, chị có bán nước cốt nữa hả? Dạ. Đồng một cuốn cũng rẻ thôi. Ba ngàn đồng một cuốn đó chị. Chấm với muối mè ăn ngon. Rồi để mẹ cho mua đi cũng đủ cho con, để riêng có riêng thì để riêng hết. Cái này mình để muối mè riêng thì nó ăn lâu hơn, nó không có bị hư. À, là chị bưng đi vòng 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 vậy đó hả? Trứng. Ăn được không cô? Được. Dạ. Cô nói ăn được, giờ cô tìm cô mua tiếp. Dạ. Dạ. Ăn được nên tìm mua. Dạ. À, người ta ăn được thì người ta tìm lại, người ta mua thôi, mua lần 2, lần 3 thôi. Chị bánh là mình cuốn ở nhà luôn chị hả? Dạ. Đường chạy đường rồi đường á. Dạ. Chị cái này là lá dứa hả chị hả? Dạ. Chị bán cái này được lâu chưa? 4-5 năm mà chị bán dọc đâu mà không thấy nhỉ? Bán Vĩnh Long á. À vậy. Này đi Vĩnh Long không được gì hết trên đây. À chứ bởi vậy em về Sa Đéc hoài mà có thấy đâu. Có nghĩa là chị bán dưới thành phố Vĩnh Long á ha. À. Nhà chị với cái tàu á. Cái tàu hạ hả? À, về bán Vĩnh Long. Chứ còn Sa Đéc đâu có thấy. Đợt này kẹt dịch mới ở Sa Đéc mới bán Sa Đéc. À, vậy là may lắm dân Sa Đéc mới được ăn á. Chứ còn không phải bán cho dân Vĩnh Long không? Cũng có người bán mà. Vậy hả? Dạ. Đây cũng có người bán nữa. Chị nói là mình cứ phải bọc ni lông lại kẹo nó bụi. Xe nó chạy là nó bụi. Xe nó chạy bụi lắm. Dạ. Rồi em hỏi cái là nếu mà ngày thường á chị bán là chị ngồi chút xíu rồi chị bưng đi hả? À, chị ngồi chút khoảng tầm 8 giờ cái chị đi vòng cái lá chị đảo lại ngồi cái nữa. Dạ. Giống như đi vòng cho người ta ăn mấy người mà nó không có đi á. Dạ. Còn mà nếu mà bán ở Vĩnh Long là bán ở chỗ nào vậy? Ngay chỗ tiệm vàng Mỹ Ngọc đó. Hả? Tiệm vàng Mỹ Ngọc á. Tiệm vàng Mỹ Ngọc hả? Ừ. Em không có về Vĩnh Long nhiều cho nên em cũng có rõ. Ngay cũng ngay phường 1 luôn. Ngay phường 1 thành phố Vĩnh Long. Ngay chợ Vĩnh Long luôn. Rồi dạ. Thì nói về địa khách hờ khách ở Vĩnh Long chắc cũng sẽ biết nhiều rồi đó, chị bán dưới Vĩnh Long mà. Vĩnh Long cũng biết chị đó đó, nhưng mà lâu rồi tại dịch rồi chị không có đi chuyến nữa. Ừ, chị lấy cho em 10 cuốn đi. Bỏ vô hộp đi con nha. À vậy cũng được. Dạ. Để cho dễ. Cái này là mình chắc mình cuốn từ sáng sớm mà bây giờ mới ra bán sớm đúng không? 3 giờ là làm rồi không chị? Hay là 4 giờ? 3 giờ. 3 giờ là chị. Sáng bánh rồi cuốn á. Hay là món bánh cuốn ngọt của miền Tây. À, có cái món bánh cuốn của Campuchia nó cũng giống y chang miền Tây mình vậy. Nhưng mà họ cuốn bằng đường thốt nốt á. Thì nó ra cái màu vàng vàng nó đẹp lắm. Có, chị cũng có làm đó. Nhưng mà cái này chị không có làm được thốt nốt. À. Dạ đúng rồi, hai cái màu nó tương phản nhau nhìn nó đẹp. Một cuốn về có 3.000 đồng thôi. Sài Gòn bán 6 giữ hay sao? 5.000, 6.000 tùy chỗ. Chỗ này dịch nó bán 6
cho em hỏi thăm chị tên gì vậy? Chị tên Quỳnh. Cái mâm bánh này là của chị Quỳnh đó cả nhà. Mâm bánh này là của chị Quỳnh ở Sa Đéc. Ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sa Đéc. À, chị là chị ngày chị bán cái chừng này thôi hay là chút mà chị về chị lấy nữa? Không, chị bán ngày nhiều à. Buổi sáng là về nghỉ ngơi. Cửa, buổi sáng vậy là được 150 không? Dạ, chứ thường thường là 200 mấy hả? Khỏe ha, với miền Tây có cái nghề vậy thôi, bán khỏi đi làm thuê. Rồi đây là cái mâm bánh ngọt của chị Quỳnh ở Sa Đéc nha cả nhà. Mọi người có dịp mà đi về Sa Đéc thì ghé mua ăn thử. Hồi nãy cô đó nói ngon lắm, ngon cho nên mới tìm mua tiếp á. Rồi để Thảo trả tiền cho chị. Nhưng mà có sao đâu, quay thì cứ lên trên mạng thì tất cả mọi người coi vẫn đều biết hết mà. Đúng rồi, thấy bánh đẹp ha. Đó. À vậy hả? Vậy là có nghĩa là tùy. Bữa nó dứa đẹp lắm, màu xanh tươi hơn. Dạ. Bữa nay nó dứa nó hơi non, hơi ngà vàng. Nhưng mà lá dứa thật nó ngà vàng vậy đó. Còn mà mình cho hóa chất vô là nó xanh ngắt, xanh đậm á. Cái này nó xanh hơn cái này một xíu thôi. Cái này lá dứa thì nó dứa già. Đúng rồi. Nó xanh hơn cái này xíu. Còn cái này lá dứa non mình ăn cái màu xanh ngã vàng. Dạ. Nhưng mà như vậy thì mình là ăn thấy nó an toàn nè. Dạ. Làm màu thì nó đẹp xíu nhưng mà ăn nó không có tốt cho sức khỏe. Đó, cái bánh cuốn lá dứa, bánh cuốn ngọt. Cái này thì ăn trong ngày thôi chị ha, đâu có để qua ngày được, tại vì là cuốn dừa cuốn đồ vô rồi. Dạ, ăn đến trưa rồi. Nói chung là tốt nhất là mua về là ăn liền á, nó ngon. Dạ. Dạ. Thường thường chị có làm nước cốt đi bán theo hả? Nhưng mà hôm nay cũng là. Này đi gấp quá chị. Đây là cái hộp bánh cuốn ngọt của chị Quỳnh mà Thảo mua đây. Thì cái này thì mình có thể là ăn không cũng được, hoặc là mình chấm với muối mè. Một cuốn như vậy 3.000 đồng. Thì mình chấm với muối mè mình ăn nè. Trong nhân của nó là nhân dừa với nhân đậu xanh. Bánh rất là mềm luôn, bánh mềm cực kỳ đó, nhân ngon nè. Cho nên cái cô đó có mua rồi, cô nói bánh ngon quá, quay trở lại đi tìm mua cho bằng được. Ngon lắm đó cả nhà ơi, đúng là ngon lắm. Một cuốn về 3.000 người cũng rẻ, cho nên bán rất là đắt luôn á.
ngày bản tới 200 cuốn là được 600 ngàn, trừ chi phí ra chắc cũng kiếm được 200 ngàn đủ hơn đi làm công nhân, khỏe hơn đi làm công nhân. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái bánh cuốn của chị Quỳnh này rất là ngon. Mà nhân cũng rất là nhiều. Ăn từ cái miếng trên mà đến miếng cuối cùng mà nhân vẫn còn rất là nhiều. Ngày thường thì chị này chị bán buổi chiều, bán ở gần chợ Vĩnh Long á, phường 1 thành phố Vĩnh Long á. Nhưng mà bây giờ dịch là chị về Sa Đéc, nhà bán ở Sa Đéc.